Ngày 3 tháng 2, Ban chỉ đạo cải cách hành chính chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự tại điểm cầu Trà Vinh có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2022, các bộ ngành địa phương đã rà soát, ban hành trên 2.300 quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn tại các bộ ngành gần 100%. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn tại cấp tỉnh đạt trên 99%, cấp huyện trên 98% và cấp xã là trên 99%. Cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó có 56 trên 63 địa phương tổ chức theo mô hình trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. 100% bộ ngành địa phương đã xây dựng và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Đặc biệt đến nay, cả nước đã cấp gần 78 triệu căn cước công dân gắn chip điện tử, kết nối dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết năm 2023 là năm dữ liệu số. Chính phủ đã có chủ trương xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia. Do đó, tất cả các bộ ngành địa phương phải thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương mình, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội 13, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cổng dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, triển khai hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đạt hiệu quả.